FC45 Phú Sơn, 10 năm để trở thành lịch sử. Câu lạc bộ bóng đá 45 Phú Sơn được thành lập vào ngày 10 tháng 8 năm 2013 từ những con người với tình yêu bóng đá mãnh liệt của buổi ban đầu. Anh Thông, anh Toàn, anh Mạnh, anh Dịu, anh Hồng, anh Đính, anh Bình, anh Hà. Sau 10 năm thành lập, hiện đã có 36 thành viên và đã có 25 cựu cầu thủ từng tham gia. Chúng ta hãy cùng nhìn lại 10 năm lịch sử hình thành và phát triển của FC45 Phú Sơn. Mười năm ấy, đội bóng đã tham gia các phong trào bóng đá của phường Phú Sơn, Bỉm Sơn cũng như các địa phương lân cận. Đối với các hoạt động bóng đá phong trào tại địa phương, đội bóng đã tham gia các giải đấu của địa phương kể từ khi thành lập tới nay. Gần nhất là giải bóng đá 7 người các câu lạc bộ Bỉm Sơn Cúp Long Thanh. Đạt thành tích là đội đoạt giải Phong Cách. FC45 Phú Sơn rất tích cực trong việc đóng góp cho cộng đồng xã hội tại quê hương cũng như giúp đỡ đồng bào cả nước trong những lúc khó khăn, trao quỹ khuyến học cho 6 khu phố trên địa bàn phường, chung tay chống Covid-19 tại địa phương, trao quà cho đồng bào thành phố Hồ Chí Minh trong đợt dịch Covid-19, ủng hộ các phong trào tại địa phương. Sau 10 năm hoạt động, câu lạc bộ như một gia đình thân yêu của các thành viên, luôn giúp đỡ nhau trong rèn luyện thể thao cũng như xây dựng kinh tế gia đình. Hoạt động không thể thiếu trong bóng đá đó là kết nối bạn bè bốn phương nhằm thúc đẩy tinh thần thể thao cũng như siết chặt tinh thần đoàn kết giữa các câu lạc bộ với nhau. Đó là giao lưu với các câu lạc bộ trong và ngoài tỉnh Thanh Hóa, FC 19 tháng 8 cựu công an Thanh Hóa, FC Liên Minh, FC Quốc Khánh, FC Hoàng Hóa, FC CT7, FC 45 Tam Điệp, FC Yên Mô, FC 45 Nam Định, FC Vinh và rất nhiều các đội bóng tại Bỉm Sơn. 10 năm nhìn lại đó đã trở thành một phần lịch sử, là những ký ức đẹp nhất mà anh em FC45 Phú Sơn tự hào có được. Chúng ta sẽ cùng chung tay hướng đến FC45 Phú Sơn 20 năm, 30 năm và nhiều hơn nữa. FC45 Phú Sơn, đoàn kết, đam mê.